Bạn thường bị đau mỏi chân, đau lòng bàn chân, gót chân, tê cứng chân, phong thấp làm cản trở đến cuộc sống của bạn. Bạn cần một phương pháp chăm sóc cho đôi chân và cải thiện sức khỏe tốt hơn. Xin giới thiệu máy massage chân Whipfer 3X thế hệ mới nhất với nhiều chức năng massage chân mang đến hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Máy massage chân Whipfer 3X ứng dụng công nghệ mới nhất hiện nay với chức năng rung, xoa bớt, xúc nhiệt hồng ngoại giúp chăm sóc đôi chân của bạn chuyên nghiệp như tại spa, giúp bạn tận hưởng cảm giác massage thư giãn đôi chân tuyệt vời sau một ngày làm việc và di chuyển mệt mỏi. Có máy massage chân Whipfer 3X không cần đến spa, tại nhà cũng có thể massage chân hiệu quả. Máy massage chân Whipfer 3X có thiết kế hoàn hảo bởi chất liệu nhựa bọc cao cấp, bên trong có lớp vải và các túi khí êm ái, massage nâng đỡ nhẹ nhàng. Whipfer 3X giúp lưu thông máu tốt hơn, xua đi mệt mỏi, làm giảm đau nhức nhanh chóng hơn, hiệu quả tốt hơn. Máy massage chân Whipfer 3X hoạt động với công suất mạnh mẽ 80W, massage và xoa bóp ấn huyệt lòng bàn chân, nơi có nhiều huyệt đạo của nội tạng, kích thích huyệt đạo mang đến hiệu quả phục hồi sức khỏe cực tốt. Ngoài chức năng tự động như nhào, nặng, bóp, Whipfer 3X còn có chức năng rung và massage túi khí vùng bắp chân, làm giảm mệt mỏi, tê cứng cơ. Đặc biệt, chức năng nhiệt hồng ngoại giúp lưu thông máu tốt hơn bao giờ hết, cho đôi chân khỏe mạnh, linh hoạt. Thiết kế bản điều khiển trên máy dễ sử dụng, chỉ cần vài thao tác, bạn có thể sử dụng những chức năng tiện nghi mà chiếc máy mang lại. Máy massage chân Whipfer 3X có chức năng hoạt động massage tự động trong vòng 15 phút, khả năng có thể điều chỉnh massage theo 3 cấp độ khác nhau. Đặc biệt, với chức năng nhiệt hồng ngoại làm nóng và đào thải độc tố, mang lại hiệu quả vô cùng tốt cho sức khỏe. Không chỉ massage từ ngón chân đến gót chân, mà máy massage chân Whipfer 3X còn có thể massage bắp chân, làm giảm căng thẳng cơ bắp, xua tan mệt mỏi nhanh chóng. Đó là nhờ vào các cấu tạo túi khí massage thông minh. Để được sở hữu máy massage chân Whipfer 3X, hãy liên hệ ngay 1900 7118, nhận ngay giá vô cùng ưu đãi. Máy massage chân Whipfer 3X là chiếc máy massage vô cùng thông minh và tiện lợi. Nó có thể điều chỉnh độ nghiêng của máy theo chân người sử dụng. Máy massage chân Whipfer 3X đang được bán với giá cực ưu đãi tại Điện máy Hoàng Long, bảo hành 1 năm, giao hàng miễn phí trên toàn quốc.